Và trên màn hình chúng ta đang xem đó là Trà Cuông của Mỹ Xuyên, ghe số 24 trong trang phục màu xanh bơi bên trái đã vượt qua khá là xa Bô Lân của Kế Sách. Bô Lân là đội ghe duy nhất của huyện Kế Sách tiếp tục đến với dòng sông Maduro, và trong trận thi đấu vừa rồi, trong trận thi đấu này thì anh em đã không thể theo kịp Trà Cuông. Chúng ta vẫn còn hy vọng ở những trận thi đấu tiếp theo. Trước tiên là chúc mừng đội ghe Trà Cuông, đội ghe đến từ xã Thạnh Quế của Mỹ Xuyên. Bô Lân thì đến từ xã An Hội của Thới An Hội của Kế Sách. Bà đối với dân bạn khởi hãy lập tập phần trong tục ngô vọt bây tập quân có bạn dục thế này là trong tục ngô vọt bố dịch lần ai cú bà năng bằng tốn này đây cầm bóng đầm nào cá rồi viên trong tục ngô vọt tùm phục sắc bẹt lạc lệch đập buồn ní chưa trong tục ngô vọt tùm phục sắc bẹt lạc lệch đập buồn bà năng chung với trong tục ngô vọt ngang dưa mọc ông phí khét chứa mất cứ khét bạc liu vọt ngang dưa bà tam dừng tốt xa ná tam camera để thoát âm pi bị lời cho cứ ta đôi chia cầm tùng hoa vật tập bọc sắc miền priệp lời cầm tùng hoa vật ngang dừa khét bạc liu tại tụ tập pi cầm bằng chua một căn xe phát nâu chân ngài bà hè pi rồi mà tiết vật tập bọc sắc nâng vật ngang dừa khét bạc liu tập bọc sắc đây chỉ tụ thoát là bay chua không sát vật mình trong lực đi đôi chỉ miền priệp giang ngài cầm bọc cầm tùng hoa vật ngang dừa ấp oa sa tô chơi vô tập bọc sắc nâng vật ngang dừa khét bạc liu. Và trên màn hình chúng ta vừa thấy ghe số 14 trong trang phục áo đỏ của các vận động viên, đó là Tam Sóc của Mỹ Tú. Tam Sóc ngang dừa của Bạc Liêu. Hiện nay thì chúng ta thấy Tam Sóc đang dẫn trước khá là an toàn so với đội ghe đến từ tỉnh bạn, ngang dừa của Bạc Liêu trong trang phục màu xanh bên phía khán đài. Và như vậy chúng ta thấy Tam Sóc đã nhẹ nhàng vượt qua đích đến một chiến thắng đầu tiên, một chiến thắng cực kỳ quan trọng của anh em Tam Sóc, đội ghe của thế kỷ 20.